Chào các bạn, mình tên là Nguyễn Đức Tú. Thì hôm nay là đầu năm thì mình cũng xin báo cho các bạn cái giá mà vật liệu xây dựng của cái năm nay. Bởi vì đây là cái vấn đề mà rất là nhiều người khi mà mình tiến hành xây nhà thì mình rất là quan tâm cái vấn đề về giá. Thì không biết giá vật tư nó như thế nào. Thì chính vì cái giá vật tư này nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới cái giá thành xây dựng của ngôi nhà của mình. Đó, thì hôm nay mình chia sẻ để các bạn nắm các cái đơn giá nó rõ ràng để các bạn tính toán cho cái việc xây nhà của mình. Thì mình vừa mới nhận các cái đơn giá của các cái nhà cung cấp của mình á, thì mình đọc sơ qua cho các bạn để các bạn nắm. Thì đầu tiên là cái phần gạch ống, cái gạch tuy nen á, thì nó có tăng nhẹ này có thể là nó do cái giá xăng dầu nó tăng, cái phí vận chuyển nó tăng á, thì nó tăng khoảng vài hào thôi, nó đang khoảng từ như mình đang mua cái giá sỉ nó đang khoảng là 1.000 tới 1.100, thì nó tăng tới 1.200 tới 1.250, đó thì nó có tăng nhẹ. Thứ hai là về cái sắt hòa phát thì mình cũng mới nhận đây, thì cái đợt mà nó giữa năm á thì cái sắt nó có hạ một xíu là nó khoảng 18.000, 18.000 mấy, nhưng mà bây giờ thì cái đơn giá sắt thì mình mới nhận được đây thì nó cụ thể là cái sắt BC300 á của Việt Nhật á thì nó phi 60 phi 8 đang là 20.000 một ký. Mình đọc hết cái bảng Việt Nhật cho các bạn thấy là cái giá nó tăng. Còn trước đó thì nó có 18.000 rưỡi thôi. Còn sắt 10 là 138,5. Thì trước đó này nó có thể là 130.000. Sắt phi 12 là 197.000. Phi 14 là 268.500. Phi 16 là 351.000. Phi 18 là 443.000. Thì phi 20 là 548.000. Thì đây tất cả các cái sắt này nó cũng đều tăng lên, mỗi cây nó tăng lên khoảng 8 tới mười mấy ngàn một cây á, thì mình tính này, kẽm là 22.500. Đinh cũng 22.500. Còn thép đai thì 21.500. Đai phi 8 là 22.500 một ký đó. Ngoài ra thì còn có cái thép bomina và thép hòa phát, thì hai cái thép này thì nó giá của nó sẽ mềm hơn cái thép Việt Nhật một xíu. Thép bomina đang là 19.200, còn thép hòa phát là 19.100, thì cái chênh lệch ở đâu đó nó khoảng 800 đồng một ký, thì nó cũng không có chênh lệch bao nhiêu. Thì mình nói ở đây là các cái loại thép này thì thường là cái chất lượng nó giống nhau, còn cái cường độ của nó phụ thuộc vào nó là BC300 hay là BC400. Đó, thì tùy với cái tính chất của công trình mà mình sẽ sử dụng cái loại sắt nó phù hợp. Thì mình vừa nói về cái sắt cho các bạn. Thì ba cái loại sắt thông dụng mà mình hay dùng trên thị trường á, thì theo nhận định của mình nó đã tăng khoảng là sắt ký nó tăng khoảng hơn 2.000 một ký. Còn các cái sắt cây thì nó tăng trung bình từ 10 tới mười mấy ngàn một cây. Đó, tùy là cái kích cỡ. Còn cái đá. Đá thì mình thấy nó cũng tăng nhẹ thôi. Với những cái đá mà đá xanh như mình đang dùng công trình thì nó trung bình nó đang nằm khoảng 520 tới 550 một khối. Đó là khối đá xanh. Đó. Còn đá mà đá đen thì nó khoảng là 350 một khối. Thì cái này nó mình nhận định đây là nó cũng đang tăng này. Còn cái cát thì nếu mà cái cát mình đang sử dụng ở công trình á, thì nó khoảng là 380 tới 420 một khối, đó là cái cát bê tông. Còn cái cát mà xây tô thì nó khoảng 330 một khối. Đó, thì mình đang báo giá, cái đơn giá này thì đang báo ở địa bàn thành phố Thủ Đức. Thì nếu mà nó vô các cái quận trung tâm thì giá chắc chắn nó sẽ tăng hơn so với cái giá này. Bởi vì vô trong thành phố thì cái phí vận chuyển với cả cái thuê tiền kho bãi nó sẽ cao hơn ở bên ngoài cái vùng ven. Đó. Còn xi măng Hà Tiên thì các bạn cũng biết rồi. Các bạn đọc báo nhiều rồi thì cái xi măng này nó đã tăng tăng sau cái đợt dịch á, là nó tăng từ 90.000 một bao nó lên 95.000, có nghĩa là nó tăng 5.000 một bao. Đối với cái xi măng Sao Mai và xi măng Hà Tiên đều tăng. Thì các cái xi măng khác thì cái giá nó sẽ rẻ hơn cái loại xi măng này một xíu. Thì nó khoảng là 90, 91, 92.000 gì đó. Đó. Còn cái nhôm kính thì mình cũng biết là cái nhôm kính thì theo cái báo giá của các cái anh thầu phụ của mình á, thì báo giá là cây riêng cái phần nhôm kính thì cái phần nhôm á thì nó tăng khoảng 30.000 một ký. Thì trước kia nó khoảng là 90.000 một ký nhôm, thì bây giờ nó tăng lên là 120.000 một ký nhôm.
thì cái giá nhôm nó tăng lên khoảng 30 ngàn này thì nó tăng ở đâu đó khoảng 30%. Thì cái này nó sẽ làm cho cái giá cửa nhôm của chúng ta nó sẽ tăng theo. Đó. Rồi cái sắt hộp. Cái sắt hộp nó cũng tăng. Thì mình nói một cái sắt điển hình là năm ngoái là cái sắt hộp nó là 245 ngàn một cái cây sắt hộp 48 là cái sắt mình hay dùng nhất á. Còn bây giờ là cái sắt đấy nó đã tăng lên khoảng 50%. Nó là 450 ngàn trên một cây sắt 48. Thì nó tăng ở đâu đó là tăng 200 ngàn trên một cây. Thì mình thấy là nó tăng rất là nhiều cái phần sắt á. Còn cái sơn nước thì nó cũng có tăng nhẹ, nó tăng 7%. Thì mình nói ví dụ như một cái thùng sơn Dulux lau chùi trong nhà mình hay sử dụng á, thì trước kia nó là 1,5 triệu một thùng 18 lít, thì bây giờ nó là 1,750 triệu một thùng, thì nó tăng nhẹ khoảng 7%. Còn cái phần dây điện thì nó cũng tăng cũng nhiều á, thì nó tăng khoảng là ở đây là cái một cuộn dây điện 1.5 bây giờ nó đang đơn giá nó đang là 562 ngàn một cuộn, dây 2.5 là 902, dây 4.0 là 1,2 triệu, dây 6.0 là 2 triệu và dây 8.0 là 2,694 ngàn trên một cuộn. Thì các bạn thấy là nó tăng cũng rất là nhiều. Thì cái dây điện này nó tăng thì nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cái đơn giá xây dựng. Thì đối với các cái công trình mà mình đi tiêu chuẩn đó là mình đi hai cái dây nóng và dây mát á, thì mình đi như vậy thì cái công trình của mình nó đạt chất lượng nhưng mà nó tốn rất là nhiều các cái dây điện á, nên là cái dây điện này nó cũng ảnh hưởng tới cái giá thành xây dựng của chúng ta. Tiếp tục là cái phần nước. Cái phần nước thì cái phần ống nước á, thì sau cái đợt dịch á, là cái đợt dịch của mình kéo dài từ cái tháng 6 năm 2021, thì sau khoảng tháng 10 ấy, thì bắt đầu cái đợt dịch nó bị vãn là chúng ta mới hồi sinh lại, chúng ta mới đi làm việc lại á. Thì khi mà chúng ta làm việc lại thì cái ống nước này nó tăng lên khoảng 50%. Có nghĩa là một cái ống nước phi 90, ví dụ là mình đang mua là 178 ngàn mà bây giờ mình phải mua là 251 ngàn. Có nghĩa là nó tăng gần như là đó, nó gần như là tới 50% lận. Thì cái này nó sẽ ảnh hưởng tới cái giá thành khi mà chúng ta mua cái ống nước. Đó, nếu các bạn ra cửa hàng các bạn coi, các bạn sẽ thấy cái giá năm ngoái với giá năm nay thì nó tăng rất là nhiều. Giá năm ngoái là giá năm ngoái trước đợt dịch nha các bạn, là khoảng tháng 2, tháng 3 sau Tết đó. Đó. Còn cái thạch cao. Cái thạch cao thì năm 2021 nó cũng đã tăng rồi. Thì cái một cái cây U á, là thợ của mình đang mua khoảng 27 ngàn mà bây giờ là phải mua tới 41 ngàn. Ở đâu đó nó cũng tăng 20 mấy% á. Thì chính vì vậy thì nó cũng làm cho cái đơn giá mà đóng thạch cao của chúng ta nó tăng lên. Thì đối với cái đơn giá vĩnh tường bây giờ họ đang đóng 1 mét vuông là 175 ngàn, mà trước kia mình đang làm nó khoảng là 130 tới 140 một mét thôi, mà giờ tới 175 ngàn một mét vuông của thạch cao vĩnh tường. Thì đây là cái mà đơn giá nó tăng lên. Thì tại sao hôm nay mình làm clip này, bởi vì thực tế cái này nó cũng là cái mà để cho các bạn coi, các bạn cũng tính toán cho mình cái kinh phí để mình xây dựng. Bởi vì khi mà mình báo giá về các cái vật tư này này nó tăng lên thì rất là nhiều người nói là cũng bất ngờ, bởi vì cái giá xây dựng nó tăng lên. Thì thực tế là nó tăng lên là nó cũng hợp lý thôi, bởi vì từng những cái hạng mục này nó tăng lên thì tất cả các hạng mục này tăng lên thì cái giá phần thô của chúng ta chắc chắn nó sẽ tăng lên. Bởi vì mình đang báo cái này là báo các cái đồ nó nằm trong cái phần thô xây dựng của chúng ta đó. Đó, thì các bạn cũng lưu ý. Thì có nhiều người cũng hỏi mình là bây giờ cái giá xây dựng phần thô nó là bao nhiêu một mét vuông. Thì thực sự đối với công ty của mình thì mình phải bóc cái khối lượng ra theo từng cái bản vẽ thiết kế thì nó sẽ ra cái đơn giá chính xác nhất. Thì cái đơn giá mình đang làm đối với những cái nhà lớn ấy, nó khoảng là 3,7 triệu, 3,8 triệu một mét. Còn đối với nhà nhỏ nó có thể nó lên từ 4,1 triệu một mét. Đó, thì khi mình bóc nó đầy đủ ra, nó theo cái tiêu chuẩn kỹ thuật của công ty mình thi công ra, thì nó ra được cái đơn giá như vậy. Thì cũng có rất là nhiều các công ty thi công đối với từng cái tiêu chuẩn chất lượng khác nhau, cũng như là các cái vật tư sử dụng khác nhau, thì họ sẽ có những cái đơn giá khác nhau. Có nhiều công ty sẽ có đơn giá rẻ hơn, và cũng có một số công ty thì đơn giá của họ cũng cao hơn, thì tùy vào cái tiêu chuẩn chất lượng của họ và cái đội ngũ nhân sự cũng như là cái
cái mức độ mà cái quy mô cái công trình mà họ thi công thì họ sẽ có những cái đơn giá khác nhau. Thì các bạn để tìm hiểu cho mình, chọn được một cái công ty mà xây dựng mà uy tín và đúng giá, thì các bạn cũng cần tìm hiểu những cái công ty uy tín và làm cho các bạn rõ ràng các cái vấn đề ra, thì các bạn nắm vấn đề nó một cách nó tốt hơn và rõ ràng hơn. Thì từ đó sẽ giúp các bạn có những cái quyết định mà tốt nhất khi mà chúng ta chọn một đơn vị để chúng ta thi công xây cái ngôi nhà cho mình. Đó. Thì rồi tiếp tục thì cũng có một cái câu hỏi nhiều khách hàng hỏi là tại thời điểm bây giờ thì mình có nên xây nhà hay không, hay là mình đợi vài tháng sau thì giá vật tư nó có hạ xuống không để chúng ta xây nhà. Thì theo cái dự đoán của mình thì giá vật tư nó lên thì nó có chiều hướng là nó giảm, nhưng mà nó giảm mới đây mình thấy cái đơn giá này này nó đã lên cao rồi, nhưng mà mới đây thì mình thấy dây điện với ống nước nó giảm 2% so với tăng 50% thì nó giảm rất là ít đó, nên là mình dự đoán thì nó rất là khó giảm lại đó, đặc biệt là bây giờ với giá xăng nó còn đang tăng lên nữa đó. Thì các bạn tính toán nó xây dựng cho mình thôi. Thì đối với những ngôi nhà nhỏ nó không có ảnh hưởng tới kinh phí nhiều, nhưng mà những cái ngôi nhà quy mô lớn thì nó chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng kinh phí nhiều. Nên là xây nhà mùa nắng hay mùa mưa thì cũng tùy vào cái tài chính cũng như là cái thời gian tính toán của các bạn đó. Chứ còn các bạn chờ thì nó cũng thực sự là nó cũng không có, nó không có giảm giá đâu, nên là các bạn cứ yên tâm và xây dựng thôi đó. Thì mình chia sẻ những cái clip như này cho các bạn, thì cũng mong có những cái sự góp ý của các bạn ở bên dưới để xem có những cái gì mà nó hay hơn không, thì cũng hoặc là những cái câu hỏi như các bạn còn thắc mắc ấy, thì các bạn cứ hỏi bên dưới thì mình sẽ trả lời cho các bạn. Chào các bạn.